bản quyền phim Full Hạ Tầng tại Việt Nam thuộc công ty truyền thông Hoàng Vũ. Nơi này, thế giới này sẽ có thể rất mệt mỏi trong mọi lúc, nhưng mà cũng là một nơi xứng đáng để sống một cuộc sống. Nơi này có rất nhiều thứ cực kỳ hấp dẫn. Mới gặp đứa bé sao? Tên con bé là Han Sun. Rồi anh định sẽ làm gì? Tôi định là sẽ cứu tàu y tế. Tra Kim sao? Là tôi đây. Tôi đã gọi cho anh bác sĩ nội khoa tàu y tế Quách Hiun. Vậy à? Tới đây có chuyện gì? Đã có chuyện hiểu lầm. Trong quá trình thực hiện phẫu thuật mổ lấy thai nhi của thai phụ Quang In Gyo, tôi đến đây để khai báo với anh sự thật. GLG 505. Nó phải đây mới đúng chứ. Kiểm tra chỗ kia đi. Không đủ đeo sao? Bác sĩ Quách vẫn chưa tới làm sao? Anh ấy sẽ không đến đây đâu. Vậy là sao? Anh ấy sẽ đến sau bằng tàu hành khách. Tại sao? Anh ấy đi đến sở cảnh sát. Anh tới đó để làm cái gì? Vì chuyện cô gái Quang In Gyo, từ giây phút Han Sun được sinh ra đến khi mà cô bé được chuyển đến phòng NICU của bệnh viện Jae-in, cô đã thức rồi sao? Tôi đang ở đâu? Chúng ta đang trên đường đến bệnh viện đó. Đó có phải là cô gái của tôi không? Tôi có thể ẵm đó một chút không? Dĩ nhiên là được rồi. Bác sĩ Sơn. Cẩn thận nha. Có chút xíu vậy sao? Gặp được con mẹ mừng quá. Gặp con mẹ vui lắm. Tôi chính là người đã phụ trách, vì tôi là bác sĩ nội khoa. Chính vì vậy tôi là người chịu trách nhiệm cho mọi vấn đề có thể xảy ra trong quá trình đó. Tôi sẽ nhanh chóng buộc tội chống lại bác sĩ nội khoa Quách Hiệu. Bác sĩ phẫu thuật hàng đầu đang dung dao mổ một cách liều lĩnh mà không lấy sự đồng thuận từ phía gia đình của bệnh nhân. Có một bác sĩ nội khoa bất tài, chăm sóc hậu phẫu kém, tàu y tế đúng thật là có quá nhiều vấn đề. Không có sự chấp thuận của gia đình, bác sĩ ngoại khoa Song Eun Jae đã liều lĩnh thực hiện một ca phẫu thuật, trong khi bác sĩ nội khoa Quách Hyun đặt mạng sống của bệnh nhân trong vòng nguy hiểm vì chăm sóc hậu phẫu kém. Hai vị bác sĩ này đã đặt tính mạng bệnh nhân của tàu y tế vào một mối nguy hiểm lớn. Hơn thế nữa,
Những bệnh nhân này đã được điều trị miễn phí vì tình hình tài chính của các cư dân sống trên đảo. Điều trị miễn phí có vấn đề rất lớn. Thực ra thì nhiều cư dân trên đảo giàu có hơn cả người sống ở thành phố. Người giàu cần phải trả tiền cho việc điều trị, đúng không? Nếu cứ tiếp tục quá hào phóng, ngân sách của chúng ta sẽ bị cạn kiệt. Chính phủ có kế hoạch gì để giải quyết thực trạng của tàu y tế để đảm bảo sức khỏe cho người dân không? Trước tiên, tôi sẽ đình chỉ làm phẫu thuật trên tàu y tế để đánh giá an toàn cũng như kiểm điểm lại việc quản lý kém. Sau đó tôi sẽ kiến nghị lên hội đồng đóng cửa hoàn toàn tàu y tế. Đình chỉ luôn sao? Biết trước chuyện sẽ vậy mà. Chuyện này là sao vậy? Bọn họ sẽ đóng cửa tàu y tế, lãng phí ngân sách. Geochi 505 sẽ phải bị đóng cửa. Nếu như vậy thì tàu của chúng ta sẽ không ra khơi nữa hả? Cô không biết mọi chuyện sẽ tồi tệ hơn nếu bác sĩ Quách nhảy vào trước khi chúng ta lên kế hoạch sao? Có chứ, tôi biết rõ. Vậy sao cô không ngăn cản? Tôi đã cố gắng rồi. Cô đã cố gắng ngăn cản nhưng cậu ấy không chịu nghe. Ôi trời, không hiểu được sao đến tầm tuổi này rồi mà cậu ấy ngây thơ như vậy. Cậu ấy không hề ngây thơ đâu. Cậu ấy chỉ muốn làm theo luật lệ mà thôi. Có đúng như vậy không? Anh muốn nói ra sự thật sao? Đúng vậy. Nhưng mà tại sao? Bởi vì đó chính là thực. Tàu y tế trong thời điểm hiện nay đã quá khó khăn rồi. Bây giờ nếu như anh còn tiếp tục làm mất lòng ông ấy thì ông ấy sẽ đóng cửa hoàn toàn tàu y tế luôn đó. Tôi biết. Và anh vẫn muốn làm vậy? Anh không quan tâm tàu y tế có đóng cửa hay không hả? Dĩ nhiên tôi quan tâm. Vậy thì tại sao anh lại cứ khăng khăng đòi làm? Vì tôi là bác sĩ. Dù hoàn cảnh có tồi tệ và tuyệt vọng đến đâu thì tôi có nghĩa vụ và bổn phận phải nói ra sự thật cho bệnh nhân và gia đình được biết. Một khi chúng ta phản bội sự tin cậy của họ dành cho mình, từ giây phút đó trở đi chúng ta đã không còn là bác sĩ đâu. Tôi cũng muốn bảo vệ cô tàu y tế. Tôi sẽ chiến đấu hết mình, nhưng mà có điều tôi sẽ không chơi theo luật của họ đâu. Chúng ta có một mục tiêu chính đáng, và phương thức để đạt được mục tiêu cũng phải chính đáng và hợp lý. Dù biết bác sĩ Quách đang làm đúng nhưng mà vẫn nản à. Chắc chắn cô đang lo lắng không biết phải chiến đấu tích cực như thế nào. Đúng là hài hước. Chuyện gì mà hài? Bác sĩ và bác sĩ Quách Hyun có vẻ như là lối chơi của hai người đã quán đổi cho nhau. Bác sĩ Song từng lao về phía trước với lối chơi sách vở, còn chơi linh hoạt để tìm đường sống. Đó là lối chơi của bác sĩ Quách Hyun. Đó quả là một lối khiển trách rất đặc biệt. Tôi không khiển trách. Thì quản lý đang khiển trách tôi vì đã từ bỏ các nguyên tắc của một vị bác sĩ. Không có. Chẳng qua tôi thấy bác sĩ Song Mơn Chê quan tâm tới tàu y tế hơn mọi người nghĩ. Cô nói vậy vì muốn giữ lại tàu y tế. Người thẳng cỡ mũi tên như cô mà làm lơ nguyên tắc, rời khỏi tàu và ôm tất cả lời buộc tội, làm gì cô quan tâm tàu y tế quá nhiều. Tôi xin lỗi và cũng cảm thấy xấu hổ cùng một lúc. Quản lý Chu à, trên thực tế mà nói, chúng tôi cũng nghĩ cách giống như cô. Cô tránh bùn là bởi vì nó bẩn,
chứ không phải vì cô sợ. Vì vậy chúng tôi đã nghĩ, chúng tôi sẽ trút hết mọi tội lỗi lên người bác sĩ để có thể vượt qua tình huống này. Nhưng điều đó là sai trái. Nếu bùn dơ cô nên dọn dẹp hơn là tránh né. Quản lý Chu, tôi xin lỗi nha. Bác sĩ Song Mơn Chê, cô nên tập trung vào việc hành nghề và tuân thủ nguyên tắc của bản thân mình. Đừng nói vậy, thật là kỳ cục. Giờ vẫn còn chưa quá trễ, cùng nhau chơi lối sách vở đi. Nó chẳng dễ dàng gì. Sẽ có rất nhiều chông gai. Vấn đề lớn nhất là lỗ hổng trong điều trị. Trong khi tàu y tế bị đình chỉ thì các bệnh nhân trên đảo sẽ ra sao đi? Đừng lo lắng về lỗ hổng trong việc điều trị. So với các bác sĩ nghiệp dư trên tàu y tế, các bác sĩ ở bệnh viện Jae-in và bệnh viện Daehan Seoul đều giỏi hơn rất nhiều. Phải vậy không viện trưởng Kim? Dạ, dĩ nhiên là vậy. Chúng tôi đã chọn ra các bác sĩ được bệnh nhân kính trọng trong các bệnh viện Jae-in và bệnh viện Daehan để chăm sóc các bệnh nhân qua thiết bị khám chữa bệnh từ xa. Và nếu có ca cấp cứu, bệnh nhân có thể sử dụng trực thăng của Đô Sung. Tôi sẽ nhanh chóng chuyển bệnh nhân đến bệnh viện kịp thời. Như vậy thấy thật nhẹ nhõm. Anh xong rồi hả? Cô không cần phải đến đâu. Cô lo cho tôi sao? Không có, tôi muốn cùng đi với anh đến một nơi. Chỗ mà cô nói là nơi nào vậy? Thì đến đó đi rồi biết. Tôi biết rồi, đi thôi. Hôm nay cá tươi lắm, ghé mua đi. Đây là nơi mà cô muốn tới sao? Hôm nay đến lượt tôi đi mua nhu yếu phẩm. Danh sách thì dài lắm, nhưng mà anh cũng biết tôi không có xe mà. Đi. Con xin chào cô. Ôi trời, tới rồi sao? Có chuyện gì vậy? Tâm trạng vợ cậu hôm nay tốt thiệt đó. Thật ra thì cô ấy vẫn chưa phải vợ con đâu. Rồi giờ mua gì đây hả? Hôm nay có gì ngon không ạ? Cô vừa nói gì vậy? Không theo danh sách thì cuộc sống dưới đầy rẫy sự bất ngờ mà.